Các bạn thân mến, trong video này thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm một cái bài toán mà liên quan đến tìm tập xác định của hàm số chứa tham số. Cụ thể ở đây là chúng ta sẽ phải tìm cái tham số A để hàm số xác định trên các cái khoảng đã chỉ ra. Cụ thể ở hàm thứ nhất chúng ta có cái tập xác định K tương ứng. Thế thì ở đây cái bài toán này thì cũng dựa trên cái ý tưởng chính, đó là cái việc tìm tập xác định của chúng ta dựa vào những cái điều kiện. Điều kiện thứ nhất là điều kiện chứa ẩn mẫu, đúng không ạ? Thì chúng ta biết rằng là một cái hàm số có dạng fx trên gx thì nó xác định khi và chỉ khi gx khác không, gx khác không. Đấy. Còn cái hàm số mà có dạng là căn bậc 2 của fx thì nó xác định khi và chỉ khi là fx lớn hơn hoặc bằng 0. Nếu như có sự kết hợp giữa hai cái dạng này, tức là một cái hàm số mà có dạng là fx chia cho căn bậc 2 của gx chẳng hạn, thì khi đó chúng ta sẽ có được là hàm số này xác định khi gx lớn hơn 0. Đây là ba cái hàm số cơ bản. Còn khi chúng ta có sự kết hợp giữa chúng, ví dụ như chúng ta có là hàm số y bằng fx này chia cho gx này cộng với căn bậc 2 của hx chẳng hạn, thì khi đó chúng ta sẽ phải có cái điều kiện xác định dựa trên tập xác định của từng cái số hạng. Vì cụ thể ở đây chúng ta phải có gx khác 0 và hx thì lớn hơn hoặc bằng 0. Đây chỉ là một cái trường hợp mà tôi lấy ví dụ thôi. Đấy. Và chúng ta nhớ rằng là phải kết hợp chúng trong cái dấu ngoặc hoặc nhọn, tức là đồng thời xảy ra. Đấy, thì ở đây tôi muốn lưu ý như vậy, trước hết là chúng ta cần lưu ý như vậy. Vậy thì ở đây quay trở lại với bài toán của mình. Quay trở lại với cái phần A. Các bạn thấy rằng là cái hàm số này là cái hàm số mà chứa ẩn ở mẫu. Vậy thì cái hàm số của chúng ta xác định khi nào? Đấy, xác định. Nhưng ở đây các bạn phải để ý rằng là người ta thì yêu cầu là xác định trên cái tập K, tức là ở đây cụ thể là trên R. Như vậy thì hàm số ở phần A này xác định trên R, xác định trên tập R khi và chỉ khi. Khi nào? Khi cái mẫu x bình phương trừ đi 6x cộng với a trừ đi 2 phải khác không. Thế thì ở đây các bạn, đây là cái điều kiện để hàm số xác định thôi, nhưng mà để cho nó xác định trên R thì phải là khác không với mọi x thuộc R. Đấy, thì bây giờ mình nghiên cứu cái ý này. Một cái đây là một cái tam thức bậc 2, đúng không ạ? Khác không với mọi x thuộc R có nghĩa rằng là bất kỳ cái giá trị x nào thay vào đây thì đều khác không. Vậy thì điều này đồng nghĩa việc gì ạ? Cái này sẽ tương đương với rằng là cái phương trình x bình trừ đi 6x cộng với a trừ đi 2 bằng 0, nó sẽ vô nghiệm. Đấy, tức là không có cái giá trị nào của x mà khi thay vào đây làm cho nó bằng 0 cả. Đấy, thì bây giờ tôi đã chuyển từ một cái phần khó, đúng không? Chúng ta chuyển vào một cái bài toán dễ hơn mà chúng ta thường xuyên làm rồi. Cái này vô nghiệm khi mà delta phẩy, bởi vì hệ số a khác không rồi, đúng không ạ? Delta phẩy ở đây bằng trừ 3 tất cả bình trừ đi tích ac, tức là trừ 1 nhân với a trừ 2, nó phải nhỏ hơn 0. Vô nghiệm thì phải nhỏ hơn 0, đúng không? Tương đương với cái này chúng ta nhân ra là 9 này trừ đi a cộng với 2 nhỏ hơn 0, đúng không? 9 cộng vào thì bằng 11. Như vậy chúng ta có được là 9 cộng vào là 11, 11 trừ a nhỏ hơn 0, hay nói cách khác là a ở đây phải lớn hơn 11. Đấy, vậy thì đến đây chúng ta sẽ có được cái điều chúng ta cần, đó là gì ạ? A ở đây phải lớn hơn 11. Vậy chúng ta kết luận với a lớn hơn 11 thì hàm số xác định với mọi x thuộc R. Đấy, thì đấy là một cái điều mà khi chúng ta làm thì chúng ta phải để ý, nhất là cái đoạn chuyển ý này. Và cái đoạn chuyển ý này là một cái đoạn quan trọng, đúng không ạ? Chúng ta phải biết chuyển ý.
Rồi, bây giờ chúng ta sẽ thử nghiên cứu tiếp tục xem là các cái phần khác thì nó sẽ như thế nào. Phần B đi. Cũng tương tự rồi, đúng không ạ? Cái phần B này thì gần như là chúng ta thấy nó là sự lặp lại của cái phần A. Cái này có lẽ là các bạn có thể tự làm được, đúng không? Tôi sẽ để lại cái phần B này để các bạn tự làm. Đấy, với cái phương pháp giống như phần A, nó giống hệt. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn phần C của bài toán này. Đấy. Phần C thì chúng ta có cái hàm số là y bằng căn bậc 2 của x trừ đi a cộng với căn bậc 2 của 2x trừ a trừ 1. Thì chúng ta để ý rằng là cái hàm số này để xác định với mọi x thuộc vào cái khoảng k kia, tức là từ 0 đến dương vô cùng. X với mọi x thuộc cả không đến dương, khi mà chúng ta có cái gì, khi x trừ a lớn hơn hoặc bằng 0 và 2x trừ a trừ 1 lớn hơn hoặc bằng 0 với mọi x thuộc vào khoảng từ 0 đến dương vô cùng. Như vậy là các bạn thấy so với cái phần tìm tập xác định của mình thì mình lại gắn thêm cái phần đuôi này nữa, đúng không? Với mọi x thuộc. Đấy, thì cái này tương tự như vậy. Chúng ta có được cái này là x lớn hơn hoặc bằng a. Còn bên dưới này chúng ta có là x lớn hơn hoặc bằng a cộng với 1 trên trên 2. Đúng không? Đấy, a cộng 1 trên 2. Vậy thì ở đây chúng ta phải thấy được rằng là cái vị trí, tức là khi mà chúng ta kết hợp hai thằng này với nhau thì nó sẽ như thế nào. Cái này phải thỏa mãn với mọi x thuộc vào khoảng từ 0 đến dương vô cùng. Đấy. Thế thì bây giờ chúng ta quan sát một chút để chúng ta hiểu được. Lát nữa tôi sẽ kết hợp lại để cho các bạn nhìn. Đấy, bây giờ chúng ta có cái giá trị 0 ở đây. Chúng ta cần là hàm số xác định trên đây. Đúng không? Hàm số xác định trên tập K nó hoàn toàn khác với lại, tức là nó có thể xác định một cái tập mà lớn hơn cái tập K này, các bạn để ý như vậy. Đấy. Các bạn để ý nhé, tôi nhắc lại là nó có thể xác định với một cái tập lớn hơn tập K, miễn rằng là toàn bộ cái giá trị x ở đây phải là thuộc vào tập xác định. Thế thì khi đó chúng ta sẽ có cái cách để chúng ta giải quyết. Bây giờ các bạn phải xem được, tức là cái thằng A và thằng A cộng 1 này, thằng nào là thằng nằm ở vị trí, tức là vị trí nó hợp lý. Ví dụ nếu như thằng A nằm ở vị trí này, thằng A cộng 1 nằm ở vị trí này, tức là A cộng 1 trên 2 nó lớn hơn A ấy, thì khi đó bắt buộc cái thằng A cộng 1 này nó phải nhỏ hơn 0, thì khi đó chúng ta mới nhận. Đấy, nhỏ hơn cùng lắm là bằng, cùng lắm là bằng 0. Đấy, còn trường hợp thứ hai là bằng thì đương nhiên dễ rồi. Và trường hợp thứ ba là thằng này nằm lên phía trước thì A phải nhỏ hơn. Như vậy ở đây chúng ta sẽ chia làm hai trường hợp khác nhau. Các bạn để ý nhé. Trường hợp thứ nhất là nếu như cái a mà nhỏ hơn a cộng 1, cái này có thể bằng cũng được các bạn, nhỏ hơn hoặc bằng a cộng 1. Đấy, thì cái này sẽ phải nhỏ hơn hoặc bằng 0. Đấy, thì tức là ở đây tôi viết liền cũng được, còn không thì các bạn sẽ viết xuống dưới này thôi, là a cộng 1 nhỏ hơn hoặc bằng. Đấy. Thế thì khi các bạn biết rằng là khi mà xảy ra cái điều này, rõ ràng là hợp, tức là giao của hai cái thằng này, giao của hai cái tập hợp này chính là a cộng 1 đến dương vô cùng. Đấy. Thế thì tôi phải có cái điều kiện là a cộng 1 trên 2 phải nhỏ hơn bằng 0. Đúng không? Đây, cái trường hợp thứ hai là cái thằng a này nó lại nằm phía trước, tức là a cộng 1 trên 2 nhỏ hơn. Thực tế là chúng ta có thể để dấu bằng luôn cũng được, nó không ảnh hưởng gì. Và khi đó thì a phải nhỏ hơn 0. Tức là tôi cần có thêm điều kiện ở đây nữa, tôi không biết liền ở đây. A phải nhỏ hơn cùng lắm là bằng 0. Đấy, khi nó mới xác định với mọi x thuộc cái khoảng này. Còn bất kể trường hợp nào mà khi cái giá trị a, tức là bình thường các bạn thấy nó chỉ xảy ra hai cái trường hợp này thôi, hay so sánh hai số mà, đúng không? Hoặc là nó bằng, hoặc là nó lớn hơn, hoặc nó nhỏ hơn thôi. Đúng không? Thế thì ở đây khi mà nó nhỏ hơn thì tôi phải so sánh với số 0 như thế này.
Đấy, để tiếp tục. Đến đây chúng ta sẽ giải từng trường hợp một. Trường hợp thứ nhất thì các bạn sẽ có được là quy đồng lên, chúng ta có là a phần trên thì là a nhỏ hơn hoặc bằng 1. Nhỏ bằng 1. À, phần bên dưới là a nhỏ hơn hoặc bằng âm 1. Như vậy kết hợp hai thằng này sẽ là a nhỏ hơn hoặc bằng âm 1. Đấy, như vậy thằng thứ nhất này tôi được là a nhỏ bằng âm 1. Thằng thứ hai chúng ta có ở đây là a lớn hơn hoặc bằng 1. A lớn hơn hoặc bằng 1. Và bên dưới này là a nhỏ hơn hoặc bằng 0. Đúng không? A lớn hơn hoặc bằng 1. Nhân lên này. Đúng rồi, chúng ta rút gọn đi là a lớn hơn bằng 1. Và a nhỏ hơn hoặc bằng 0, điều này là không thỏa mãn, hay nói cách khác là không có. Vô lý. Nó không thể nào cùng vừa lớn hơn bằng 1 lại vừa nhỏ hơn bằng 0 được. Chính vì vậy trong trường hợp này kết hợp lại chúng ta chỉ có là a nhỏ hơn hoặc bằng âm 1 thôi. Đấy, vậy chúng ta kết luận cho phần này. Vậy với a mà nhỏ hơn hoặc bằng âm 1 thì cái hàm số sẽ xác định với mọi x thuộc vào khoảng 0. Đấy, chúng ta kết luận cho bài toán này. Cái khó khăn nhất ở trong phần này đó là gì ạ? Khi chúng ta làm đến đây rồi, khi chúng ta làm đến cái đoạn này rồi thì chúng ta phải biết cách vẽ, hoặc là các bạn làm thế nào đó để các bạn chia được các cái trường hợp này ra. Nếu không chia đúng thì đương nhiên kết quả nó sẽ không chính xác, đúng không rồi. Bây giờ chúng ta chuyển qua cái phần tiếp theo. Phần D. Phần D chúng ta có cái hàm số là y bằng, vẫn là căn căn bậc 2 của 2x trừ đi 3a cộng với 4 cộng với x trừ đi a chia cho x cộng a trừ 1. Cái hàm số này rõ ràng là xác định, hàm số này xác định với mọi x thuộc vào cái khoảng từ 0 đến dương vô cùng khi và chỉ khi khi 2x trừ đi 3a cộng 4 phải lớn hơn hoặc bằng 0, và cái x cộng với a trừ đi 1 phải khác 0. Đấy, với mọi x thuộc vào cái khoảng từ 0 đến dương vô cùng. Đến đây chúng ta có được cái gì? Chúng ta có được là x sẽ phải lớn hơn hoặc bằng 3a trừ đi 4 trên 2, và cái này là x khác a trừ đi 1, x khác a trừ 1, à 1 trừ a, xin lỗi các bạn, cái này là 1 trừ a. Đấy, với mọi x cái đuôi này chúng ta vẫn phải giữ trong cái trường hợp đến đây. Đến đây bây giờ chúng ta lại phân tích một chút. Phân chúng ta có cái trục số đúng không ạ? Bây giờ chúng ta để ý hai cái giá trị. Cái giá trị này, hai giá trị này. Bây giờ sẽ có cũng như vừa rồi, nó sẽ có hai trường hợp xảy ra. Một trường hợp là cái thằng 3a trừ 4 trên 2. Đấy, nó nằm ở đây. Và thằng a trừ 1, 1 trừ a nó nằm ở đây. Đấy, thì để mà nó xác định thì các bạn biết là thằng này nó phải lớn hơn hoặc bằng này, đúng không? Và cái này phải khác. Như vậy thì nếu như cái khoảng này, tức là cái số 0 mà rơi vào đây thì sẽ không thỏa mãn. Vậy bắt buộc cái số 0 ít nhất nó phải nằm ở đây. Tức là cái trong trường hợp này thì cái 1 trừ a của mình phải ít nhất là nhỏ hơn hoặc bằng 0. Nhỏ hơn hoặc bằng 0. Thì khi đó mới có, tức là hàm số mới xác định trên đây. Đấy. Và nữa, khi mà đảo lại, trường hợp thứ hai là trường hợp đảo lại, tức là cái thằng 1 trừ a nó nằm ở đây thì nó bị loại đi rồi, đúng không? Cái trường hợp đây 3a trừ đi 4 trên 2 nó nằm như thế này, thì rõ ràng là dù dù kiểu gì đi chăng nữa thì cái 1 trừ a vẫn bị loại. Và trong trường hợp này thì tôi không cần phải quan tâm đến cái kia nữa, đúng không? 1 trừ a nữa, mà tôi chỉ cần quan tâm là cái thằng này
nó phải nhỏ hơn không. Đấy, như vậy ở đây chúng ta sẽ có hai cái trường hợp riêng rẽ chúng ta phân tích được ra. Trường hợp thứ nhất là cái gì? Là cái thằng 3a trừ đi 4 trên 2 này nó nhỏ hơn 1 trừ a. Nhỏ hơn 1 trừ a. Thậm chí là ở đây có thể bằng cũng được, nó không ảnh hưởng gì. Và cái thằng 1 trừ a thì nó có thể nhỏ hơn hoặc bằng 0. Đấy. Trường hợp thứ hai. Trường hợp thứ hai là 3a trừ đi 4 trên 2 lớn hơn bằng cũng được 1 trừ a, và thằng 3a trừ 4 này trên 2 này nó phải nhỏ hơn hoặc bằng 0. Đấy, hai trường hợp rất là rõ ràng như vậy. Đến đây thì chúng ta sẽ thực hiện thôi, đúng không? Chúng ta sẽ thực hiện cái giải cái bất phương trình từng bất một. Đấy. Đầu tiên là chúng ta quy đồng lên này, chuyển vế thì có được là phần thứ nhất này là 3a cộng 2a là 5a, đúng không? Thì cái này chuyển sang đây là 226, như vậy là a ở đây phải nhỏ hơn hoặc bằng 6 phần 5. Còn cái này là a lớn hơn hoặc bằng 1. Như vậy kết hợp lại hai thằng này thì chúng ta được là a lớn hơn hoặc bằng 1, nhỏ hơn hoặc bằng 6 phần 5. Đúng là 1 nhỏ 6 phần 5. Đấy. Còn thằng thứ hai, chúng ta có tương tự là a lớn hơn hoặc bằng 6 phần 5. Còn cái này thì lại phải là a nhỏ hơn hoặc bằng, các bạn cái này thì chỉ cần tử nó nhỏ bằng 0 thôi, nhỏ bằng 4 phần 3, đúng không? Khi mà chúng ta kết hợp lại thì chúng ta phải so sánh được là cái thằng 6 phần 5 này so với thằng 4 phần 3, 6 phần 5 so với 4 phần 3 thì thằng nào lớn hơn. 3, 6, 18, 5, 4, 20, như vậy thì rõ ràng là cái thằng này nó lớn hơn, đúng không? Đấy, lớn hơn, nhỏ hơn giá trị này và lớn hơn giá trị này. Đấy, thì ở đây chúng ta cũng kết hợp lại, chúng ta cũng được là a lớn hơn hoặc bằng 6 phần 5 và nhỏ hơn hoặc bằng 4 phần 3. Như vậy kết hợp hai trường hợp này lại, chúng ta được là a của mình phải thuộc vào cái đoạn từ 1 đến 4 phần 3. 1 đến 4 phần 3. Đấy. Đấy là kết quả của bài toán này. Rõ ràng là nó không hề khó khăn một chút nào khi chúng ta giải quyết, đúng không? Nó sẽ liên quan trực tiếp đến cái bài toán mà tôi đã cũng đã hơn một lần hướng dẫn cho các bạn đấy. Đó chính là cái bài toán mà tìm giao hoặc là tìm hợp của các cái khoảng chứa tham số. Tìm hợp, tìm giao của các khoảng chứa tham số. Phần E. Phần E thì có cái sự khác biệt đấy, các bạn để ý x cộng với 2a chia cho x trừ đi a cộng 1. Điều kiện ở đây là xác định trên cái tập, xác định với mọi x thuộc vào cái khoảng từ trừ 1 đến 0. Điều này đồng nghĩa với việc gì? Điều này đồng nghĩa với việc là chúng ta phải có x trừ đi a cộng với 1 khác 0 với mọi x thuộc vào cái khoảng từ trừ 1 đến 0. Đấy. Tương đương với x ở đây sẽ khác a trừ 1 với mọi x thuộc vào khoảng từ trừ 1 đến 0. Thế thì cái này sẽ giải quyết như thế nào? Các bạn hãy hình dung là đây, chúng ta có một cái khoảng từ trừ 1 đến 0 này. Đây là khoảng từ trừ 1 đến 0. Vậy thì để cho x mà khác cái giá trị a này, tức là với mọi cái giá trị x mà nằm ở đây, thì rõ ràng là cái a trừ 1 này sẽ không được phép rơi vào cái khoảng này. Không được phép rơi vào đây. Thì nó mới xác định với 1. Đúng không? Đấy, nó rơi ra ngoài thì nó xác định với 1. Ra ngoài cái khoảng này. Thế thì cụ thể ở đây, khi đó thì tôi sẽ phải có cái gì? Hoặc là cái a trừ 1 của mình phải lớn hơn hoặc bằng 0
bằng cũng được rồi. Hoặc là cái a trừ 1 của mình sẽ phải nhỏ hơn hoặc bằng âm. Đấy, như vậy từ đây chúng ta tìm được cái đáp án của mình thôi. A lớn hơn hoặc bằng 1 và a nhỏ hơn hoặc bằng 0. Đấy. Như vậy chúng ta có thể kết luận lại là vậy. A của mình sẽ thuộc vào cái khoảng trừ vô cùng đến 0 hợp với 1 đến dư vô cùng. Cũng khá đơn giản, nhưng khi mà chúng ta không phân tích đúng về cái khoảng đoạn này ấy, thì rất rất có thể chúng ta sẽ bị sai. Đấy, chúng ta sẽ lấy nhầm. Hai cái trường hợp này chúng ta cũng thấy tương tự. Còn lại các cái khoảng khác nhau, các bạn phải hiểu rất là rõ về cái khoảng đoạn chứa tham số. Giá trị tham số có thể thay đổi đi. Phần F, chúng ta có cái hàm số là y bằng 1 trên căn bậc 2 của x trừ a cộng với căn bậc 2 của trừ x cộng 2a cộng 6. Hàm số này xác định với mọi x thuộc vào cái khoảng từ trừ 1 đến 0 khi nào? Đấy. Khi nào? Khi chúng ta có hai cái căn này xác định, tức là x trừ a phải lớn hơn 0. X trừ a phải lớn hơn 0 và trừ x cộng với 2a cộng 6 phải lớn hơn hoặc bằng 0 với mọi x thuộc vào cái khoảng trừ 1 đến 0. Kết hợp hai thằng này lại, chúng ta có được cái x ở đây lớn hơn a, đúng không? Còn bên dưới này chúng ta có được x sẽ nhỏ hơn hoặc bằng 2a cộng 6, lớn hơn a, nhỏ hơn bằng 2a cộng 6. Thế bây giờ chúng ta lại phân tích một chút để chúng ta thấy được cái này là phải với mọi x thuộc vào cái khoảng từ trừ 1 đến 0. Đây, chúng ta phân tích một chút điều này. Bây giờ sẽ có những cái trường hợp nào xảy ra nếu a nằm ở đây và 2a cộng 6 nằm ở đây, tức là a nhỏ hơn 2a cộng 6, thì rõ ràng khi đó chúng ta sẽ thấy là nó tồn tại một cái khoảng đây, cái khoảng xác định của hàm số là đây. Và muốn có cái điều này thì cái trừ 1, 0 nó phải rơi vào đây, đúng không ạ? Trừ 1, 0 nó phải nọt vào trong này. Đấy. Cái trường hợp thứ hai, trường hợp thứ hai là hai cái thằng này bằng nhau thì rõ ràng là không tồn tại rồi, vì một thằng làm sao mà có một cái số x nào mà vừa lớn đồng vừa nhỏ ăn bằng được, đúng không? Như vậy thì sẽ không tồn tại trường hợp đấy. Trường hợp thứ ba là cái thằng 2a cộng 6 của tôi nó nằm ở đây, thằng a nó nằm ở đây, thì rõ ràng ở đây chúng ta có x lớn bằng a, đúng không? Và x nhỏ hơn, x lớn hơn a hoặc x nhỏ hơn. Như vậy thì khi đó chúng ta thấy là nó không phải như này đâu. X lớn hơn a thì phần này loại đi, x nhỏ hơn cái này thì loại đi. Như vậy tập hợp nó là rộng. Như vậy chỉ có cái trường hợp duy nhất là cái trường hợp này thôi, là trường hợp này. Đấy. Thế thì cái này nó sẽ tương đương với gì? Tương đương với chúng ta phải có như sau. Một là cái thằng a của tôi phải nhỏ hơn hẳn cái thằng 2a cộng 6. Đây là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cái thằng a, đấy, cái thằng a của mình nó phải nhỏ hơn âm 1, nhỏ hơn âm 1 thì đương nhiên là nó sẽ nhỏ hơn 0 rồi, cái này không cần biết, đúng không ạ? Nhỏ hơn âm 1 có bằng âm 1 được không ạ? Bằng được, bằng âm 1 được, nhỏ hơn hoặc bằng âm 1. Đấy, còn cái thằng 2a cộng 6, 2a cộng 6 thì phải lớn hơn hoặc bằng 0. Và không để cái trường hợp phải lớn hơn hoặc không đồng thời nữa. Bằng được, lớn mà không được. Đấy. Thực tế là ở đây chúng ta sẽ phải đề phòng cái trường hợp, tức là khi mà chúng ta biết kết hợp như thế này thì chúng ta phải đề phòng cái trường hợp đó là cái thằng 2a cộng 6 thì rõ ràng nó lớn hơn, nhưng mà cái thằng này nó lại nhỏ hơn không, cái a này lớn hơn không chẳng hạn, đúng không? Thì nó sẽ vô lý, nó bắt buộc a phải nhỏ hơn trừ 1. Đấy, hoặc tương tự như vậy, trường hợp là a, cái thằng 2a cộng 6 này mà nó lại nuôi xuống đây một chút,
để nhỏ hơn không thì nó sẽ cũng không được. Nhưng khi viết thế này thì các bạn thấy là cái điều kiện này nó trở nên vô nghĩa, tức là nó sẽ nằm trong luôn hai cái này rồi. Vì vậy là tôi cũng cứ viết thôi chứ chứ để phân tích cho các bạn thôi. Ở đây chúng ta có được A lớn hơn âm 6 đúng không? Cái này là A nhỏ hơn hoặc bằng âm 1. Còn cái này thì là A lớn hơn hoặc bằng âm 3 đúng không? Như vậy kết hợp lại chúng ta sẽ có được là A nhỏ hơn âm 6. Kết hợp lại chúng ta sẽ có được A nhỏ hơn hoặc bằng âm 1 và A lớn hơn hoặc bằng âm 3. Nhỏ hơn bằng âm 1, lớn bằng âm 3. Đấy. Đây là kết quả cuối cùng của mình. Thế vậy là cái kỹ năng mà chúng ta phân tích các cái trường hợp, đó là cái kỹ năng rất là quan trọng trong cái phần này. Nó kết hợp với cả việc chúng ta biết tìm giao của các cái khoảng đoạn đã học trong cái chương 1. Các bạn thân mến, còn một cái phần E nữa, và phần này thì các bạn sẽ tự giải quyết nốt với cái phần kiến thức mà tôi đã cung cấp. Video này chỉ xin được phép tạm dừng tại đây. Xin thân ái chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong các cái video tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi.